Hai bên đang lườm nhau. Kerea đi đầu tiếp tên tái. Pha chí mạng đến từ YOC sát thương là rất nhiều giữa hai thế giới đặt ra, nhưng không có cách nào được ngoài cách lành, ta phải tốc biến rút lui. Lipper cũng phải di chuyển qua thoát qua khỏi cái giữa hai thế giới đó. Còn góc này thì Honor đang bị cấu máu ngược trở lại, nhưng anh ta sẽ có được cho mình khả năng hồi phục khi mà đánh vào rồng. T1 đang giữ cự ly, Dudu đang là ở Natini, móc bò neo chạm sát thương trở lại và rớt, không còn công cụ nữa. Anh ta tốc biến rút lui với tình huống bên kia bức màn. T1 vẫn sống nhưng rất nhiều người thấp máu. Vợ rồng thì sao đây? Rồng trừng phạt thành công đến từ Honor, có linh hồn rồng đất, nhưng Faker đóng một cái đồng hồ phân chia thiên hạ đến từ Faker. Và đó là điểm mà gục dành cho Honor. Với tình huống cấp sắc, Faker vẫn có thể sống được. Lipper đang cố gắng gây sát thương nhưng xuống đạo tới từ Guma Yushi với mạng thứ 3 dành cho T1, và họ đang muốn tìm kiếm thì cũng muốn quét 4, quét 5 hay sao đây. Guma Yushi bắn tay đôi với Dudu. Dudu không đánh lại, phải nhún nhảy rút lui. Faker đang tê lên khu vực đứng trên này, có định huống đẩy. Trong khi đó thì Kurt đang bị lùa bởi Honor, gõ linh hồn rồng đất. Honor đánh không lại và cần phải nhảy qua tường. Rớt ngay lập tức follow up với cú dịch chuyển quay ngược trở lại, và Kurt chắc chắn là đi rồi. Đường về của anh ta là quá xa, quay ngược trở lại Onin luôn. Nhưng bằng cách nào một có thể đánh hai đây? Điểm mạo gục sẽ có dành cho Aurora của Rớt với tình huống quét 4 người không chính thức, và T1 có trụ hai đường trên. Lượt về kẻ đối đầu giữa Quang Đông Freak và T1 trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trong kênh sóng của LCK tiếng Việt, với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport, và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và cả YouTube nữa. Ưu thế ở cả ba đường đang thuộc về bên phía của KDF, và họ thêm đỉnh kiếm vào thẳng của Yoshi rồi, có luôn cho mình hắc kim thuật để có thể cover. Con máu cũng là khá nhiều với những pha đánh tay đội tại đánh nhiều đấy từ Yoshi, và thêm cả bắn một được hai nữa. Nhưng vẫn là một pha trao đổi chiêu thức và có áp lực đẩy đường tốt hơn dành cho bộ đôi của KDF. Còn đây là tình huống xâm lăng khi mà Honor vẫn ăn được chim to. Những cái vòng rừng của Honor đang hơi bị trái một chút và dính dao đến từ Honor rồi, có thể gặp nguy hiểm khi Kurt đang rất tự tin di chuyển thẳng vào rừng xâm lăng. Và sau một pha xâm lăng thành công thì bên phía của Riot Games Hàn Quốc họ có đưa cho chúng ta một cái thành tích đến từ Nidalee trong những cái ván đấu gần đây đang rất ấn tượng. Và đây sẽ là pha tanh chủ khi mà đó là Dudu với pha làm choáng tốc biến đến từ vị trí của Zerg, nhưng đó là pha cover đến từ vị trí của Honor và Zerg sống. Một pha đột kích băng giá kết hợp với tốc biến và đường trên của T1 sinh tồn thành công với pha đại trụ bất thành đến từ bộ đôi của Quantum Freak. Và Honor cũng rất là khéo léo khi mà anh ta ăn xong bẫy chim, anh ta không có mặt ở cùng dưới để có thể tấn công vào bãi cốc để có thể hoàn thành được cái vòng rừng của mình, bởi vì anh ta biết rằng đối phương sẽ tấn công ở khu vực đường trên. Estil với lại Leona phối hợp với nhau ở khu vực dưới cũng hơi khó để có thể tấn công vào Kera và Gumashi. Thay vào đó họ có thể tạo ra được những cái dịp để có thể khuếch đại thêm những cái lợi thế phối hợp tấn công cùng với lại Dudu. Một tình huống đội chiêu cuối đến từ bên phía của Zed, hay nói chính xác hơn là Zed đã sử dụng chiêu cuối để có thể giữ cự ly và có được cái cơ hội trao đổi lượng máu trực tiếp. Ghost ném lao trúng, quyết định lao vào và trừng phạt thành công dành cho Ghost. Thiên định kiếm tấn công đến từ bên phía của Andil. Honor bắt buộc phải rút lui, rất may mắn là anh ta kịp thời né khỏi cái lao vừa rồi của Ghost. Cũng là lý do tại sao mà Wang Yuxi anh ta tự tin bung một cái bao đạn như vậy. Ở trong cái bối cảnh này thì chúng ta sẽ không có mục tiêu lớn, và quyết định của T1 sẽ là chỉ là farm an toàn, đợi những cái ngưỡng sức mạnh tiếp theo và đợi những cái mục tiêu lớn tiếp theo mà thôi. Chúng ta sẽ có con rồng với cú thứ hai ở 2 phút nữa này. Rồi thì sâu 2 cũng sẽ có mặt ở trên bản đồ ở trong cùng khoảng thời gian. Sâu sẽ ra trước so với lại rồng 2 để xem là trước những cái tình huống kiểm soát như thế này thì liệu có một pha tấn công nào hay không. Đây, tôi đang thấy Kurt xách bọn giáo mình lên cánh trên và làm choáng với đáp nộ rồi. Rớt nhảy về có vị trí Warner hỗ trợ 2 đánh 2 cánh trên, nhưng đã mất thần cá sấu bị đóng băng rồi. Tốc biến để có thể tránh một pha nhảy đến từ vị trí của Kurt, và đó là điểm mà gục chiêu cuối của Rớt đẩy Kurt vào tường. Tiếp tục sẽ là pha làm chậm ép tốc biến đóng băng ngược lại theo, và tiếp tục sẽ là pha đem cạnh đánh tay dứt điểm với cú làm choáng cùng tình huống double kill dành cho đường trên của T1. Còn đứng giữa thì sao đây? Faker đang gây sức ép liên tục với những tình huống xuất hồn. Chặt chém là khá đau, có cả Kerea hỗ trợ nữa, nhưng sẽ chỉ là những tình huống gây sức ép đến từ bộ đôi của T1 để giúp cho Faker về ở đợt này mà thôi. Nhưng đó là cú chiêu cuối đẩy ra, có cả một pha cú ánh sáng nữa ép tốc biến của Faker ở đứng giữa. Thiên đình kiếm vừa rồi của Andil không trúng vào người Faker, nhưng dù sao thì Faker cũng đã phải đầu tư cho mình đó tốc biến để có thể rút lui. Quân sáng như hồi cũng đã chia sẻ được Lipper bắn ra khu vực giữa để có thể hỗ trợ sát thương dành cho hai người đồng đội của anh ta. Tôi cảm giác như sẽ là có đấy, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì Faker đang không có tốc biến và đặt bệnh, đồng nghĩa với việc T1 sẽ buông bỏ họ hướng tới mục tiêu còn lại trên bản đồ, đó là con rồng nguyên tố thứ hai và thêm giáp trụ dành cho Gumashi ở khu vực đường dưới. Một tình huống buông bỏ để có thể gia tăng thêm cái lợi thế dành cho Gumashi ở trong cái tình huống tấn công của khu vực dưới vừa rồi. Và chưa kể đó là họ có cơ hội để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai, nói hơi sớm chút xíu khi mà bên phía của KDF chấp nhận buông bỏ sâu, họ chỉ ăn một sâu dành cho Kurt mà thôi. Quay ngược trở lại với khu vực dưới, Nearly của Kurt vẫn đang có áp lực trong những cái tình huống câu rỉa máu. Hai mảnh thành phần của cái mặt nạ cũng đã được hướng tới dành cho anh ta rồi. Với việc là Gumayushi đã bung bão đạn để đường thì đây sẽ là một dòng 2 cho Quantum Freak thôi. Nhưng từ từ đã Faker rồi. Rất tỉnh. Nhưng mà tôi đang lo cho anh điều quá.
anh ta tung chiêu cuối như thế này thì không biết nữa, vào phòng chờ thì thầy CV mắc như thế nào đấy. Rồi thôi ok, dù sao thì cũng có một tình huống khác gốc. Rồi đường trên thì Zerg đang có một cái ưu thế rất lớn kèo đấu này khi mà anh ta đang cầm hai mạng. Và với cái ưu thế này thì Zerg đang đẩy đường tốt hơn so với Dudu rồi. Nhưng cánh dưới thì với việc như đã đề cập, T1 họ không có tốc biến của Faker, họ không có chiêu cuối của Umayoshi, thì sẽ là một tình huống buông bỏ con rồng nguyên tố thứ hai vào tay các thành viên bên phía của Quantum Freak thôi. Nhưng bản đồ rồng lại là rồng gió. Rồng gió ha. Ồ, con rồng kém hấp dẫn từ cái trụ này. Vẫn tiếp tục là tình huống đánh đổi không hề tệ chút xíu nào cả dành cho bên phía của KDM. Đồng ý là họ mất trụ ở khu vực dưới, nhưng mà bên phía T1 không có được bất kỳ cái điểm hoa cục nào. Và như thầy cũng đã chia sẻ thì sẽ có thêm khoảng trống dành cho Leaper để có thể gây áp lực trực tiếp vào công trình ở khu vực giữa. Rồng cũng đã được xuất hiện và bên phía của KDM cảm giác như họ cần phải đánh để có thể kéo được con rồng 4, con rồng 5, thì từ đó áp lực giao tranh nó sẽ dễ dàng hơn dành cho đội hình của họ. Nhưng ở trong bối cảnh này họ đang thiếu một trong những cái chiêu cuối khá là quan trọng, đó chính là hai thế giới của Bulldog. Phía bên kia thì Honor cũng đang trong cái khoảng thời gian xoay của bộ la băng của mình. Đường trên và chạm rất căng đến từ Faker lẫn cả Dudu. Faker là người làm tốt hơn với khả năng cứu rỉa tầm cứu cái rỉa với tình huống xuất hồn. Còn đây là pha mở tốt đến từ Keria, một pha áp sát đến từ Honor với Na khổng lồ chuẩn bị có đến từ Zerg, người bị cô lập đã là Andil rồi. Xuất hồn Q3 đến từ vị trí của Faker, không đó chỉ là đoạn manh thôi và không có một tình huống nhập hồn. Faker lao thẳng giữa ba người đối phương và anh ta lên bảng điểm số. Andil vẫn sống à? Một tình huống mà hỗ trợ bên phía của Quang Đông Freak thì anh ta tốc bên qua tường và sinh tồn thành công. T1 mất một người, mất đứng giữa, nhưng họ có được cái trụ một nhờ pha triệu hồi sứ giả. Nhưng khả năng cao là họ sẽ mất con rồng nguyên tố thứ ba vào tay các thành viên bên phía của Quang Đông Freak rồi. Sứ giả chỉ hút được một lần mà thôi. Và cú dịch chuyển quanh ngược trở lại này đến từ Bulldog để chắc chắn 100% rằng Quang Đông Freak sẽ là người được có được con rồng nguyên tố thứ ba ở ván thi đấu này. Rồng 3 ở phút thứ 18 của ván thi đấu như vậy, rồng 4 sẽ xuất hiện đâu đó khoảng chừng 23-24 phút. Hoàn toàn có thể đủ tạo ra sức ép đến từ khu vực hàng đồng ngàn tuổi ở giai đoạn tiếp theo dành cho phía của KDF. Và trong cái bối cảnh là họ dứt điểm được Faker trong tình huống vừa rồi, cái lệch về tiền thì đang nghiêng về dân phía của T1 thật đó, nhưng nó không phải là con số quá lớn. Chính xác, nó chỉ là một khoảng tầm đâu đó gần 2.000 tiền nhận dẫn trước về cho T1 mà thôi. Và dù sao thì với linh hồn rồng gió ấy, thì cái khả năng di chuyển đội hình, quan trọng là đội hình của T1 đang mạnh ở đường cánh đúng không? Nhưng mà nếu như mà có linh hồn rồng gió thì khả năng di chuyển đội hình đến từ bên phía của Quang Long Phích cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Bumanji bắn chàng rồi trở lại đã có bao đạn, bùng bao đạn rất đau. Flipper thấp máu cần phải rút lui. Thanh tẩy đến từ Bumanji bắn tiếp vào Andil luôn. Andil chắc chắn là người ở lại rồi. Quan trọng là hai thành viên của Quang Long Phích có về được hay không. Đây di chuyển của họ đến từ Flipper giãn cách cự ly khá là xa khi mà ta đã sử dụng tốc biến trước đó. Rớt vẫn đang dí theo, có một thần lính có xe to đẩy thẳng vào cái trụ thứ hai ở khu đứng giữa. Những cung ánh sáng bung ra để giải quyết quái vật và chỉ là một mạng dành cho bên phía của T1 mà thôi. Bên phía này thì KF chỉ lấy được cái thanh tẩy của Umayoshi, còn đứng trên là Yone đó. Và Faker lại tiếp tục có một tình huống đoạt mệnh vào mắt tôi. Chiêu chiêu thêm một cái đợt lính ở khu vực trên trước cái đã, và sau đó ta sẽ quay ngược trở lại cùng với lại những người đồng đội. Zed thì đang chuẩn bị biến thành dạng Natini, thì đây sẽ là trong những cái điểm trừ về mặt giao tranh tổng đến từ bên phía của T1. Tôi nghĩ là T1 họ sẽ không có gì phải vội cả, bởi vì đường cánh của T1 đang mạnh hơn. Họ sẽ chiêu chiêu đẩy cánh để khiến cho KDF phải có những cái sự lựa chọn. Bây giờ sẽ là vào rồng, bắt buộc phải mở và phải làm nhanh để còn về phòng ngự đứng trên, bởi vì Faker đang đẩy tới trụ 2 rồi. Tiếp tục mất hai quê nữa, Faker tê lê ngược lại, nhưng mà rớt đang là Na tí nị thì hơi khó giao tranh đến từ bên phía của T1. Dồn sát thương vào Honor, nhưng đó là tình huống hút kinh hoàng. Keria mở thẳng vào vị trí của Kurt rồi, nhưng góc mở không quá đẹp. Keria bị cô lập và anh ta lên bảng điểm số. Mạng hạ gục dành cho Dudu, rồng vẫn đang bỏ ngỏ và rồng nguyên tố với linh hồn rồng gió dành cho thành viên bên phía của KDF. Bên này thì Faker xuất hồn với một pha đoạt mạnh thành công, nhưng đang bị cô lập bởi Leaper và rớt bất lực giữa vòng vây ba người bên phía của KDF. Đội hình giao tranh tổng của T1 không thể vận hành được và họ mất ba người Faker trong tình huống này. Và đó là con đồng nguyên tố thứ tư dành cho bên phía của KDF. Một tình huống giao tranh mà đội hình của phía T1 tưởng chừng như sẽ có năm người ở phía cánh bên trái trước khi mà con cá sấu của Dudu nó can thiệp. Nhưng những mẫu chức tướng có được một cái mức độ linh hoạt nhất định, ví dụ như cái bài Edgeview của Leaper, thì anh ta có được một vị trí giao tranh tốt và không có gốc để có thể tung ra cái bảo đạn đẹp dành cho Umayoshi. Bulldog đang thả diều rất khó chịu và đó là tình huống mưa đạn bắt buộc phải bung ra. Umayoshi có bao đạn trong tình huống này. Area thì có một cú W thoát qua tường. Còn Honor thì có cả tốc biến và trừng phạt trong tình huống này, và đã phạt 50-50 lao thẳng xuống rồi và Baron thuộc về Umayoshi. Vẫn là xạ thủ của T1 ăn Baron thành công. Nhưng T1 sẽ không có được bất cứ một bộ loại Baron nào, bởi vì đó là cú quét sạch dành cho Quang Đông Freak. Những cái nỗ lực để có thể phòng ngự tốt ở trong cái nhịp tấn công đầu tiên, Gera lao vào thì anh ta không bắt được ai quá đáng kể cả, và anh ta trở thành cái miếng mồi ngon để cho các thành viên của phía KDF tấn công. Còn đây là một tình huống mà Zed đang bị vây bắt bởi ba thành viên của KDF. Anh ta chịu không nổi nhiệt.
Rớt con nào khổng lồ hất hai ba người vào tường, nhưng mà rõ ràng là sát thương của anh ta là không đủ. Một tình huống chuyển dạng hồi máu đến từ cớt để đủ sức sinh tồn. Cây đép lại có khoảng trống cánh trên để họ bảo trụ. Và rõ ràng cái đội ngũ combo đang không thực sự là làm tốt đến từ T1 với cách vận hành đội hình của họ quá rời rạc. Chúng ta nhìn tình huống giao tranh của Hoàng Hàm Baron trước khi mà chúng ta chuyển qua một pha replay với tình huống ăn rồng thứ tư. Còn đây là pha trừng phạt kết hợp với bão đạn, 1300 máu trừng phạt và tiên nổ đến từ cái bão đạn của Gubayoshi. Với tình huống cướp Baron thành công dành cho T1, nhưng như đã đề cập, pha quét sạch khiến cho T1 không có bất cứ bùa lợi nào cả. Còn đây là Zerg cố gắng lấy một mục tiêu mềm, đó là con bùa đỏ, nhưng bị vây lại bởi ba người của đối phương làm chậm liên tục, đặt luôn cho mình giữa hai thế giới ra để khép góc không cho Zerg lui về. Chắc chắn rồi, chôn chân đến từ Zerg và lấy bản điểm số với mạng cho bùa đỏ. Năng đào thoát đến từ bên phía của cây đép là cực kỳ triệt để. Rồng ngang tuổi bây giờ cũng đã được xuất hiện rồi. Lợi thế tầm nhìn thì đang nghiêng về cho bên phía của cây đép. Họ chưa vội vào rồng, họ đang cố gắng để có thể cấu điểm máu. Honor mở trượt. Honor mở trượt rồi. Faker Q3 xuất hồn, nhưng dính cung ánh sáng có chạm hồn tạo giáp ảo. Faker mất máu không quá nhiều. Còn bên này thì đặt luôn giữa hai thế giới của Benji phải mất tốc biến. Honor bị kẹt lại. Faker Kerem mở ngược trở lại với tình huống bao đạn khá tốt, và đó là cớt lên bảng điểm số. Gubayoshi đang bị díu Andil, nhưng anh ta bắn ngược trở lại là tương đối đầu. Dudu đang càn tốt ở tuyến đầu, hai điểm mà cũng đáp trả ngược trở lại dành cho cái viên bên phía KDF. Bulldog lao thẳng vào nhưng anh ta vẫn chưa đủ đam vào của Kuma, nhưng Dudu đã tới rồi và Zerg sẽ cần phải rút lui về khi anh ta đang bị truy đuổi bởi Leaper. Mạng là cất lên từ hai bên, vẫn có được đổi điểm mà cũng lợi thế hơn dành cho KDF khi họ có thêm mạng của cả Keria nữa. Và Honor lên bảng điểm số cùng với lại Gubayoshi cũng đi theo luôn với cú quét 4 người. Và Quang Đông Freak đang tràn trề cơ hội để có thể tiến thẳng ra khu vực đường giữa với một thân lính có xe to. Họ đang muốn end game, họ đang muốn dứt điểm ván thi đấu này, hoặc ít nhất là lấy một cửa mega ở khu vực đường giữa trước cái đã. Họ chuyển dịch mục tiêu, Leaper quay ngược trở lại tấn công vào con rồng ngàn tuổi kết hợp cùng với lại hai người đồng đội của anh ta, chỉ dừng lại ở một cái trụ bậc thềm mà thôi. Tiếp tục là một tình huống giao tranh rất sức đến từ bên phía của cây đẹp. Khởi đầu pha mở bô la băng nó chưa có với Honor, và cái đội hình thả diều rất khó chịu khi mà cái pha combo combo đã không được hình thành dành cho bên phía của T1. Tưởng chừng Geria lao vào sau một tình huống hai thế giới cũng rất tốt dành cho bên phía của Bulldog, nhưng vẫn có sát thương duy trì ở hàng tuyến sau. Dudu tạt cảnh mở thân cả xấu. Faker đã rất nỗ lực để có thể tiêu diệt được Curse, nhưng đó là tất cả những gì mà ta có thể làm được. Leaper gần như là được freedom. Gubayoshi và Geria đã rất cố gắng trong tình huống này, nhưng mà cái độ khó chịu đến từ con Aurora tàng hình di chuyển rất nhanh với linh hồn giống gió, rồi kết hợp với những tình huống mà anh ta kích nội tại nữa, và Gubayoshi bị dí theo bởi cả vị trí của Dudu nữa. Quá khó khăn để có thể cố gắng gây được lượng sát thương tối đa đến từ xạ thủ T1, mặc dù anh ta đã bung một cái bao đạn rất tốt kết hợp với Faker để điểm hạ gục của Curse rồi, nhưng vẫn là lợi thế giao tranh dành cho bên phía của KDF khi họ nhấp nhà. Hai nhịp đánh rất khó chịu, Zerg đang bị bao vây bởi Bulldog, có thêm cung ánh sáng. Zerg tích nộ khá nhanh, mất máu Burst Direct rồi và cần phải rút lui về. Cái đối phương là rất đông thành viên đang kéo lên cánh trên. Tôi đang thấy ba người bên phía của Quang Đông Phích đang lên khu vực đứng trên, trong khi đó thì Baron đã có dành cho KDF rồi, đẩy chiêu cuối ra để rút lui đến từ vị trí của Zerg. Nhưng đây là quá đông người bên phía KDF, thậm chí là họ câu giờ để cái chết đến từ Zerg nó muộn màng hơn, giúp cho lợi thế về người vẫn đang tiếp tục với tình huống bắt choáng thành công. Honor là người bị bắt lại thứ hai. T1 đang gặp khó ở cánh trên, họ có trụ hai gỡ ở khu đứng dưới, nhưng ở nhà của họ thì chuẩn bị là đường lính xung quanh. Ngắt bấm bê về nhà được không đây, cùng ánh sáng. Như vậy là không ngắt được bấm bê về nhà đến từ vị trí của Faker. Vẫn có 3 người phòng ngự đến từ bên phía của T1, nhưng đây là 5 người có linh hồn rồng ngàn tuổi. Và bù lợi Baron đẩy thẳng vào, có lính với xe to. Bulldog lao thẳng vào, đặt giữa hai thế giới ra. Cũng Bajuxi không được phép chơi game Thái Dương Hạ San, chỉ thẳng đầu điểm mà cũng dành cho Andil. Và đó là quét sạch với chiến thắng ở ván đấu đầu tiên dành cho Quang Đông Freaks. Như vậy chúng ta có thể thấy ghi đồ để hở ra Aurora và tìm ra những cái phương án khắc chế là không thành công dành cho bên phía của T1. Chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên đã thuộc về cho bên phía của KDF, là một chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Kể cả giai đoạn đầu của ván thi đấu thì các bạn có thể thấy mặc dù họ chơi một cái thế bị động hơn so với lại bên phía của T1, nhưng họ có được những cái phương án đổi về mặt mục tiêu không hề lỗ một chút xíu nào cả. Dành cho đứng giữa bên phía của KDF thì anh ta vẫn còn giữ được dịch chuyển, trong khi đó thì Faker thì không. Zerg đang có một pha đẩy rất cao, nhưng những cái áp lực với lao móc điện của anh ta chưa thực sự là quá nhiều vào con Sante này. Mưa tên lửa trải ra nó chỉ đem lại pha đẩy đường đến từ Zerg mà thôi. Và đây tiếp tục xem tình huống di chuyển rất thông minh dành cho bên phía của Ghost, khi mà anh ta đang bỏ bãi đá để có thể có ý định hướng xuống khu vực đường dưới. Những cái khả năng kiểm soát con rồng nó đang bắt đầu nhỉnh hơn dành cho bên phía của Honor. Rồng nguyên tố đầu tiên sẽ thuộc về cho Honor trong tình huống này, nhưng anh ta liệu rằng có chạy được không đây. Chủ động tốc biến để có thể đào thoát. Phía cánh bên kia thì Gomasi đang quay ngược trở lại gây sát thương cùng với lại Kira. Faker cũng đang có mặt ở đây, lướt combo xuống áp sát đẩy tốc biến với tình huống phân chia thiên hạ tốt đến từ bên phía của Faker, nhưng anh ta tự đặt mình vào cái trạng thái nguy hiểm, và đó là một tình huống phản công.
ổn hơn dành cho KDA với 2 điểm hạ gục. 1 đổi 2 có lợi dành cho các thành viên bên phía Quang Đông Freak khi máu của Honor quá thấp trong tình huống vừa rồi và lợi thế về người. Máu nhiều quá và anh ta không đủ sẵn sàng để có thể có một cái lượng máu tốt để có thể bực ngược trở lại giao tranh cùng với lại các thành viên còn lại của phía T1. Và cái giá phải trả là 2 điểm hạ gục nghi về cho phía của KDF. KDF ở trong cái tình huống này khá là giống với lại ván thi đấu đầu tiên, tức nghĩa là họ luôn có được những cái phương án để có thể đưa ra những cái quyết định và nó khiến cho những cái phương án đó của họ giúp cho họ có được lợi thế. Chính xác là như vậy rồi. T1 lại bắt đầu gặp hơi nhiều khó khăn một chút với lại cái khả năng xử lý early game rất tốt đến từ cơ vẫn còn Nidalee hoạt động rất năng nổ và bão đạn bùng ra. Kyria không có tốc biến và đứng chôn chân ở bão đạn, điểm mà gục dành cho cơ, thậm chí là của Yoshi đang bị tấn công ngược trở lại. Giáo người đáng tiếc là không trúng rồi, nhưng một pha bắn một được hai rất chất lượng khiến cho Guma chỉ còn nửa cây thôi. Và nếu như Guma không về trong pha này sẽ là tình huống đài trụ và mất nguyên một đợt lính có xe to áp đến lực từ Guma Yoshi rồi. Quá áp lực rồi, Guma Yoshi bắt buộc phải hy sinh cái đợt lính này khi mà đối phương vẫn đang có sức ép ở khu vực đường dưới này. Anh Điêu thì có tốc biến nha. Câu trả lời dành cho bên phía của KDF là họ hài lòng với lại hai khiên trụ, cộng kèm với đó là một điểm hạ gục của Kera đã phải nằm xuống. Đường của T1 đang đi đường thực sự chưa tốt, đặc biệt là kéo đối đường trên khi mà rớt. Khoảng cách lính của anh ta so với Sante của Dudu không nhiều. Không nhiều, ở thời điểm hiện tại thì có thể chấp nhận được dành cho phía của Dudu. Ông pha này để vào có khô máu không đây, khô máu luôn, quyết định là 2-1, rất khó thoát rồi. Rất khó thoát rồi, chắc chắn là anh ta nằm rồi và điểm hạ gục dành cho Dudu. Những pha tấn công rất tốt đến từ con reo của Andil. Nhưng Sante của Dudu liệu có bị bắt lại trong tình huống này hay không? Này có chiều cuối đến từ YOC, tên xuyên phá với tên độc bùng vào và điểm mà cũng vẫn chưa có dành cho xạ thủ T1 khi đó là cú tốc biến đi. Trời ơi, đừng búp máu nữa. Vừa rồi là kết có mặt kịp thời để có thể búp thêm cái lượng máu nữa dành cho bên phía của Dudu. Anh Điêu vẫn sống luôn. Wow, một pha đào thoát không tưởng của các thành viên phía cây đẹp. Dudu có tốc biến và anh ta vẫn sinh tồn được, nhưng liệu có giữ được cái lượng máu này của mình hay không? Đây khi Honor đang tới, một cú đấm đến từ Honor, có tả xung khu đột vào, điểm mà cũng sẽ có dành cho người trên đi rừng của T1. Nhưng mạng vừa rồi không được nhường cho Guma Yoshi, khi đó là cái thiêu đốt đến từ Kyria là người ăn mạng. Nhưng mà sao KDF không về luôn? Ở lại rướng thêm một quầy lính nữa. Đường giữa có hai thế giới, quy trượt e tốt đến từ bên phía của Bulldog. Nhưng pha vừa rồi đã quy trượt khiến cho mất đi cái lượng sát thương dứt điểm dành cho bên phía của Bulldog. Không phải là áp lực quá nhiều, nhưng hiện tại Dudu đang không có chiêu cuối, chính xác không có tốc biến. Nhưng máu của anh ta rất nhiều và có chiêu cuối. Vì dính chiêu cuối của YOC rồi, sát thương và hiệu ứng khá nhiều. Lướt e về thêm trụ, Honor di chuyển ra, nhịp đai trụ thứ hai đến từ bộ ba bên phía của T1. Nhưng lính đã hết rồi, chỉ là giáp trụ dành cho Guma Yoshi mà thôi. Còn khoảng trống để cho bên phía của Quang Đông Phích tận dụng để làm gì đây? Họ đẩy một người lính ở khu đứng giữa với áp lực đến từ vị trí của Kurt và Bulldog. Nhưng T1 cũng đã có mặt để kiểm soát lượt sâu không thứ hai ở ván đấu này. Dịch chuyển đến từ Dudu để có thể quay ngược trở lại khu vực dưới. Pha đánh bộ ba của phía T1 ở trong cái cánh trên vừa rồi là ổn, họ lấy cái lượng máu của phía Dudu mà thôi. Trong thời điểm đó lấy một khiên trụ bởi vì họ biết rằng mình không có nhiều thời gian. Các thành viên của KDF bắt đầu đẩy đội hình của họ lên rồi. Thế vào đó họ lấy một khiên trụ, sau đó chuyển dịch kiểm soát được sâu. Coi như là một cái thành công ở trong cái dịp kiểm soát này đến từ bên phía của T1 khi mà họ đang sở hữu cho mình đó 6 sâu hư không. 6 sâu hư không với những áp lực đẩy cánh đến từ con Asia trong tay của Faker ở giai đoạn sau cũng sẽ là những cái tiền đề để T1 họ có thể có được nhiều áp lực hơn so với thời điểm hiện tại của ván đấu. Guma Yoshi đang rất được chăm bẵm ở ván đấu này. Tức là ở trong giai đoạn early game thì Honor không xuống bot nhiều, nhưng ở thời điểm swap lane này hai tình huống lên liên tục đến từ Honor và ít nhiều thì Guma Yoshi cũng đã có được cái lượng giáp trụ ở cánh trên để bù đắp lại. Bóc bỏ neo vào và đánh ba cánh trên, Guma Yoshi đẩy luôn thì nó tầm nhiệt, cú đấm vào đến từ vị trí của Honor, chọn mục tiêu là Leaper. Sát thương rất nhiều nhưng bao đạn bung ra cũng là rất cháy đến từ Leaper trước khi mà anh ta phải lên bảng điểm số. Nhưng hết chiều rồi, tiếp tục đấm vào đến từ vị trí của Honor và đó là cú double kill dành cho Guma Yoshi. Pha ba đánh ba thành công đến từ bộ ba của T1. Kera là người chủ động để có thể tấn công vào Leaper. Leaper đáng lý ra nên anh ta nên đứng sau anh Điêu để cho anh Điêu có thể che và tìm ra những cái phương án tung ra những cái góc bảo đạn đẹp. Nhưng trước khi mà anh ta bị hứng chịu quá nhiều cái lượng sát thương và lượng máu của anh ta bị mất đi tương đối là đáng kể, đồng ý là anh ta vẫn có cái bảo đạn trúng vào cả Guma Yoshi và Kera. Những cái lượng sát thương của nó duy trì không được nhiều cho lắm. Đã có một tình huống dịch chuyển đến từ bù đó không được dưới. Chết. Chắc chắn là như vậy, không thể nào chạy được. Hai thế giới của Dog hoàn toàn có thể mở ra để có thể kép góc. Nó làm gì với mưa tên lửa đây? Thôi ôi. Ây à, lách chiêu. Lách chết tiếp rồi. Chiêu nhưng mà thôi, lách có vào lách vào rời. Ông pha này cố gắng kéo ai đó theo nhưng không được. Ừ nhưng mà Điều ăn mạng thì không lời lắm đâu nha. Bởi vì đây sẽ là một cái tham minh đẩy 6 sâu đến từ Faker ở cánh trên nơi mà Dudu. Con Sante cũng có kháng phép chứ không phải là không. Như thế với việc là lên đồ chống chịu đến từ Sante của Dudu khi đối phương là 2 AP ở 2 đường đơn. Nhưng khoảng trống tạo ra để Guma Yoshi lấy cái bão đạn của Leaper của đường giữa, bảo thêm một chút máu trụ nữa. Lợi thế về mặt phép bổ trợ thì gần như là
T1 họ đang nắm được khá là nhiều, tại vì tôi đang thấy tốc biến của Leaper không có. Với con Mid Fortune có tốc biến thì mục tiêu rất là ngon ăn để Honor bay vào với cái tàn súng hữu đột kết hợp với là một pha phân chiến thiên hạ của Faker nữa, thì Leaper sẽ bị nằm xuống rất nhanh. Mà T1 đang đứng trên mắt à? Họ đang đứng trên mắt và Honor. Rồi Honor bị mở vào rất nhanh, thì có phản công đến từ bên phía của T1. Họ mở ngược trở lại với phân chiến thiên hạ của Faker. Sút kinh hoàng, Faker tốc biến né sát thương của đối phương, sau đó hạ gục thành công một người. Bao đạn không quá đẹp và mưa tên lửa trải ra. Leaper đang đi bộ trên mưa tên lửa và anh ta sẽ cần phải rút lui với lượng máu rất thấp cùng với lại cả cớt nữa. Và liệu T1 có muốn thực hiện một pha dive trụ hay không? Đây, họ đang muốn Faker đẩy lính vào để sẵn sàng không cho Leaper và cớt có đường về nhà. Sẽ là lính đẩy vào trước đến từ vị trí của Faker. Sấy lạ đầu với sấy đỏ nòng đến từ vị trí của Zerg. Pha bế về đến từ Dulu nhưng sát thương quá nhiều. Gubayoshi ăn mạng với tên xuyên phá tầm xa. Và đây sẽ là pha đại trụ rồi. Không còn đường về từ Leaper nữa. Sát thương của Faker là quá nhiều với những con lính cát tầm xa. Ba mạng dành cho T1. Điểm mạng gục thứ tư chuẩn bị có khi cất là điểm mạng gục thứ tư dành cho T1 với mạng thứ 10 dành cho họ ở ván đấu này. Mặc dù vừa rồi Honor đứng ở trên một con mắt ở trong cái bụi cỏ chẹp bài, nhưng ta phản xạ rất nhanh với cú tốc biến của mình, và nó khiến cho pha mở giao tranh đầu tiên đến từ bên phía của KDF bị sớ. Ly giao tranh và tránh được cái cua combo đến từ bên phía Quang Đông Phích trong cái bối cảnh là cái bão đạn của Leaper chưa ở lại nữa. Khi mà Leaper bùng ra bão đạn thì cái mưa tên lửa giải xuống, anh ta không thể đứng im để xả bão đạn được. Quá đẹp. Lợi thế giao tranh dành cho bên phía của T1 với rất nhiều mạng hạ gục, một trụ một đứng dưới và thêm cục là con rồng nguyên tố. Nhưng Zerg có thể bắt lại trong tình huống này. Zerg không có công cụ để rút lui. Qua Yoshi thì băng bị bớ bởi hai thành viên bên phía của Quang Đông Phích và pha bắt người quá nhanh lại là Aurora. Chính xác là như vậy, con thỏ Aurora vẫn đang được vận hành quá tốt dành cho đội hình đến từ bên phía của KDF. Như đã nói, nếu như pha trước mà họ có thêm cái chiêu cuối đến từ Leaper, họ có thể thắng được pha giao tranh đó. Và sức tấn công đến từ con Aurora một lần nữa nó được thể hiện ra khung đi giữa. Hai ngòi nổ chủ lực là Zed nằm xuống ba lần thì không nói, phía bên kia thì Gumashi đã bị shut down. Gumayoshi đã bị shut down và đó là một cái tình huống mà Gumayoshi không thể làm được gì cả. Khi anh ta ăn một pha chặn lồng, ăn deal thì có tốc biến ma thuật qua thoát qua tường với pha móc màu neo của Kyria. Đang là đội tuyển kiểm soát lượng tầm nhìn dĩnh hơn. Thế bổ trợ thì gần như là đầy đủ đến từ cả hai bên. Không có bất cứ một cái lợi thế nào về mặt tài nguyên dành cho cả T1 và con Rufik cả. Honor gồng cú đấm của mình với tình huống đấm đi thôi, chứ đấm vào pha đấy cũng hơi mệt. Ăn combo của Andil nhiều khi là mất tốc biến trước hàng rồng thì nó sẽ làm con rồng miễn phí dành cho KDF mà thôi. Giáo nhưng không có địa chỉ đến từ cớt, phải thiết lập giáo tầm xa, thiết lập những pha mở tốt đến từ Andil. Tiếp tục là một ngọn giáo nữa hụt. Bulldog đang ở một cái góc khuất tầm nhìn nhá. Nhưng Honor thấy rồi, thấy tầm nhìn mở thẳng vào móc một neo vừa rồi, hơi đáng tiếc là không chính xác đến từ vị trí của Kyria khi nó hơi thiếu tầm. Mưa tên lửa trải ra, T1 mất tài nguyên và họ đang cần phải rút lui về khi đối phương có thể có một tình huống phản công ngược trở lại. Nhưng đó là chiêu cuối tốt đến từ YLC và bắt thành công được Andil. Lợi thế về người dành cho bên phía của T1, họ đánh ngược lại. Dudu đang bị bắn khá đau bởi YLC. Faker lao thẳng áp lực vào Bulldog. Bên phía này thì đó là pha bế với chiếc khuôn máu rồng đã có dành cho T1 với con rồng nguyên tố thứ ba. Họ vẫn đang tiếp tục truy đuổi đối phương. Leaper thấp máu, Dudu thấp máu, Kyria vào tầm đấy có thể phóng bỏ neo, anh ta móc bỏ neo thành công nhưng đang là chơi khô máu đến từ Dudu. Honor thấp máu tốc biến rút lui về. Faker đang ở vị trí có thể gây sát thương được, anh ta vẫn còn phân chia thế nào. Dịch chuyển quay ngược trở lại đến từ vị trí của Zerg. Zerg đang sấy người nằm xuống đến từ đội của T1 là Gumayoshi, nhưng Zerg sẽ sấy tất cả mọi thứ trước mặt cùng với lại Faker với cú double kill. Và đó là tình huống quét sạch không chính thức dành cho T1. Một góc giao tranh tốt hơn dành cho bên phía của T1, đặc biệt đó chính là Honor với một cái chiêu cuối tại Sumo kết hợp cùng với lại trừng phạt để có thể bóc đi một lớp dây chuyền trên Rampancy đến từ bên phía của đó. Nó không có bất kỳ một cái độ hiệu quả nào cả. Thì đó là một trong những cái lợi điểm nhất định và rất lớn dành cho bên phía của T1 để có thể tiếp tục tấn công. Zed thì có một cái góc bọc ra phía sau sấy quá nhiệt tương đối là chất lượng. Cánh bên kia thì anh điêu rất là mỏng manh mà thôi. Sát thương của anh ta, khả năng chống chịu của anh ta rất yếu trước ba thành viên của phía T1. Và Zed hoàn thành tốt cái vai trò của mình. Mặc dù con Rumble của anh ta nằm xuống 3 lần nhưng anh ta vẫn có cái lượng sát thương ổn, thu hút được tài nguyên của phía đối phương và quay ngược trở lại pha giao tranh với một tình huống dịch chuyển. Đây là một pha góc khép rất khó chịu đến từ bên phía T1 và một trận chiến đấu của Yoshi còn là người gọi là vòng sau để tấn công vào nguyên đội hình bên phía của Quang Đông Faker. Anh ta đánh tay dứt điểm thành công Bulldog, tiếp tục thả diều cố gắng tấn công vào Leaper để giúp cho Zerg có được điểm hạ gục, và sau đó thì Faker làm nhẹ hai điểm hạ gục còn lại với pha quét sạch không chính thức. Và với con rồng nguyên tố thứ ba thì T1 có được luôn cho mình bộ lợi Baron. Lợi thế đang là lớn sau một pha bứt tốc đến từ T1 với tình huống giao tranh tốt hơn của mình. Đẩy thẳng lên khu vực địch trên giữa nữa. Được lính có bộ lợi Baron giúp cho mình viên T1 rất nhanh chóng có được cho mình đó là hai trụ. Rồi ok, đẩy tiếp vào trụ bậc thềm hay không đây? Rất quyết định là về. Anh ta đang là một con Rumble không có dịch chuyển nha. Nếu như về thì bên phía của T1 sẽ về hết. Rồi sẽ là về hết thôi. Nhưng một cái nhịp bấm B trở về nhà đến từ gần như là toàn bộ đội hình của T1 luôn để sai tiên. Sẽ là những cái trang bị cộng thêm. Ván này thì rớt không xanh nên quyết định của anh ta sẽ làm cái đồng hồ cát. Đây sẽ một con Rumble làm mềm thôi. Một con Rumble bết chiêu.
lao thẳng vào đội hình của đối phương, sấy đỏ nào, sau đó đóng đồng hồ lại để câu thời gian giúp cho Gumayusi, giúp cho Faker, người vẫn đang còn giữ được tốc biến, người duy nhất trong phần đội hình của T1 giữ được cái tốc biến sau tình huống giao tranh vừa rồi. Andil thì gần như đánh ta không làm được gì cả. Một tình huống Andil bị dính CC của Gumayusi và ăn thêm một pha móc mỏ neo của Keria và nằm xuống rất nhanh, khiến cho T1 có được lợi thế về người. Bây giờ thì anh ta đang có gần như đầy đủ tài nguyên, nhưng Gumayusi có thể bị bắt lại với pha giữa hai thế giới. Gumayusi không có tốc biến nữa, bao đạn được bung ra và Guma lại không được chơi game rồi. Faker băng thẳng vào nhưng đó là bốn người của đối phương. Honor tới đấm gục một người, Lipper lên bảng điểm số, nhưng đây là Sante của Dudu đã tới. Lại thế về người vẫn có dành cho bên phía Quang Đông Phích, nhưng bên phía T1 vẫn muốn chơi à. Honor đấm là khá đau với dìu đèn kết hợp với lại một cái giáo thiên ly, và anh ta dùng chiêu cuối đấm tiếp vào vị trí của Bulldog. Những phát đấm phải nói là rất thôn đến từ người đi rừng của T1, và đó là cú triple kill dành cho Mr. O của T1. Tôi cảm giác như Honor, mặc dù học Taekwondo nhưng mà anh ta đấm lực thực sự với những cái đòn đấm vừa rồi. Võ. 1000 kill rồi. Một cái cục bóc cá nhân đến từ bên phía của Honor. Anh ta là người chơi đi rừng thứ 6 tại SK đạt được cho mình đó cái cục bóc này. Một pha thi đấu mà cả Faker lẫn cả Gumayusi bị một cái nhịp tấn công rất nhanh đến từ bên phía của KDF tiêu diệt. Nhưng Honor như đã nói, với một con V hai món trang bị lớn thì ta vẫn có được cái lượng sát thương để có thể dứt điểm các thành viên của phía KDF. Với tình huống quét 3 cấp 4 vừa rồi. Rồi, bộ lại Baron thì vừa rồi cũng đã hết, nhưng mà cái áp lực tấn công ở cái trụ 2 khu vực giữa công viên T1 cũng vẫn sẽ là cao. Trước đó như anh Hoàng cũng đã chia sẻ thì có áp lực để có thể mang về cửa Mega khu vực giữa rồi dành cho đội hình đến từ bên phía T1. Và trong cái pha thi đấu tiếp theo nữa thì Gumayusi và Faker, những vị tướng chủ lực của phía T1 đều đã hồi lại cho mình đã tốt biến. Thì họ đủ tự tin để có thể bóc dỡ cái công trình này. Thực ra thì ở thời điểm này thì lợi thế đang là có thể cho phía T1 rồi. Nhưng mà là 25 giây nữa với linh hồn giống đất, liệu T1 có đánh chắc cú hay không? Hay họ đang muốn thực hiện một pha đứng rình để mở giao tranh chiều cuối đến từ Gumayusi giữ cho thành công Andil, nhưng lại là giữa hai thế giới. Gumayusi lại tiếp tục bị thổi tốc bay, nhưng đó là cú tốc biến tốt đến từ Guma ở những giọt máu cuối cùng để anh ta rút lui về, tiếp tục là đấm vào, nhưng mà Honor đang bị bế và anh ta xuống hướng đột đến từ Honor băng thẳng vào phân chia hạ đẩy một người về, đó là Kurt. Và rớt đang sấy quá nồng, Faker cố gắng gây sát thương, 2-3 mạng dành cho các thành viên bên phía T1. Gumayusi vẫn sống trong tình huống này và anh ta nhìn thấy Andil đẩy lui Andil về, triple kill dành cho Zeus. Và tình huống quét 4 giúp cho T1 cân bằng tỷ số 1 đều trong kèo đấu BO3, và chúng ta sẽ cần đến ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định để phân định thắng bại trong như cuộc đối đầu giữa T1 và KDF. Như đã nói thì phép bổ trợ đã hồi lại dành cho bên phía của T1, đặc biệt là Gumayusi. Anh ta đã câu kéo được thành công ở trong cái nhịp mở vừa rồi của phía KDF và phản công ngay lập tức với rất nhiều lợi thế đã nghiêng về cho phía của T1. Như vậy là kèo thi đấu BO3 này không hề dễ dàng dành cho phía của KDF một chút xíu nào cả. Thế cân bằng đã quay trở lại. Thế cân bằng đã quay trở lại và T1 quay trở lại với đội hình quen thuộc, đội hình có thể gọi là thuận tay của họ hơn so với ván thi đấu thứ nhất. Và tôi tin rằng với cái spotlight này, với 1000 điểm hạ gục của Honor dành cho Gumayusi ở trong cái tình huống tiếp theo, hỗ trợ Brom thì nó khắc chế được Nautilus, cũng sẽ là một cái công cụ giúp cho Kera kết hợp cùng với lại xạ thủ mình đánh chủ động hơn. Chính xác như vậy rồi, rất là khó để cho Andil móc vào ai thì anh ta cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm. Đẹp tuyệt tiền tái ngược lại với đánh ngớt ngư và sát thương trả lại đến từ bộ đội của T1 là rất nhiều. Dùng Q2 để đẩy đường đến từ Kera và Gumayusi. Q vừa rồi thì nó không trúng vào Leaper, vẫn có áp lực đến từ Honor với cấp độ 5. Hai người chơi của DF đều hoàn toàn đầy đủ hỗ trợ, và đây sẽ là một pha tuyết tế tái làm chậm trước, sau đó là hai hit đánh tay này. Liệu có choáng đánh ngất người không hay bắt choáng người trở lại, nhưng móc mỏ neo đến từ Andil, dồn sát thương hiệu ứng đến từ bên phía T1 nhưng có vẻ như là chưa đủ. Họ chỉ lấy máu được của Leaper và Andil mà thôi, và dịch chuyển đã được đầu tư. Leaper dính đánh ngất ngư và anh ta không có thanh tẩy khi mà đã dùng trước đó. Honor cướp xác, nhưng đây sẽ là tình huống na khổng lồ đến từ một con na trong tay của Dudu, và anh ta hất văng Keria về. Keria sẽ cố gắng quyền sinh, cố gắng thả diều đến từ Keria và Gumayusi. Keria bật khiên chắn, Gumayusi bật la chắn, cố gắng câu dầu. Guma có mạng trước khi lên mạng điểm số với điểm hạ gục thứ hai dành cho vị trí của Dudu. Và Gumayusi có được điểm hạ gục thì vẫn sẽ là ưu thế cánh dưới dành cho T1 với cái khả năng snowball của họ xung quanh cho tới Kathleen này. Lối lên trang bị chí mạng sẽ được vận hành dành cho Gumayusi ở trong cái bản thi đấu này, sẽ là một cái súng hai tạch kết hợp cùng với đó là đại bác liên thanh và cái vô cực kiếm để có thể tối ưu hóa cái lượng sức mạnh sát thương từ tầm xa của Kathleen. Rồi một tình huống chủ động kéo ngay lập tức có nội tại đánh ngược người kết hợp ngược trở lại đến từ những cái đòn bắn rất chất lượng của Gumayusi để có thể khai thác triệt để ở khu vực dưới. Lần này thì Kurt đang có mặt ở đây, nhưng đừng quên rằng Honor cũng rất gần ở đường dưới. Đó là một cái bẫy giọt đồ được đặt ra sau tình huống kích hoạt đánh ngất ngư cũng móc vào dù vừa rồi của Andil, nó trúng tường và Andil không có tốc biến. Rất nhiều sát thương đến từ tình huống và nội tại giúp cho Gumayusi có được điểm hạ gục thứ hai, bắn tiếp vào cơn.
không có tình huống làm choáng thứ hai dành cho xạ thủ của T1 với tình huống đánh ngất ngừ. Giá vừa rồi không trứng, tiếp tục là xuyên táo để cố gắng đẩy đường. Order vẫn đang chưa muốn bỏ cuộc, nhanh ta vừa ăn một ngọn giáo rất chất lượng đến từ Cớt. Mất máu là khá nhiều rồi, vẫn đang có nội tại, tiếp tục là một ngọn giáo nữa nhưng đã hụt. Cớt không có được thông tin ở trong cái bụi, không có tầm nhìn mà anh ta đang cố gắng đặt bẫy ra để giữ lại bộ đỏ nhưng không thành công rồi. Còn cánh trên này thì rớt thực hiện một pha tấn công khi mà anh ta đặt giữa hai thế giới nha. Cú quy của rớt đã hụt rồi và bắt buộc phải dùng W để có thể rút lui về. KDF phải bắt đầu đương cự ở con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu nha. Không có công cụ nữa. Và đội hình của họ khác với lại những ván thi đấu trước, không sở hữu cho mình đó Wombo combo và phải cần có được những cái điều kiện cần, đó chính là con na khổng lồ của Dudu. Nào, Bulldog dính văn choáng, bị cấu máu. Trên thiên hạ có đấy, thì Faker dùng đại bác để lùi. Honor dí theo với tình huống tuyệt mạnh, sát thương là chưa đủ đến từ Honor. Vành ta hơi dướng rồi, tốc biến rút lùi đến từ Honor. Ăn móc bỏ nèo, nhưng người tới là Keria chắn hết tất cả mọi thứ. Cớt thì phải mất tốc biến của Mayoshi với lưới 90 áp sát, rớt với tình huống dịch chuyển xuống. T1 với lại thấy về người này, liệu họ có tận dụng được hay không? Đây, Dudu đang có một lượng nổ rất ấn tượng, anh ta chuyển về dạng na khổng lồ rồi. T1 đang không có tầm nhìn ở phía trên hang rồng. Bên này thì có thông nổ, Dudu đánh một cái thông nổ nhưng anh ta quyết định là không đánh thông nổ xuống mà chỉ làm đánh thông nổ để áp sát cánh bên trái của T1 mà thôi. Đường về của T1 đang bị khép góc nhưng Na khổng lồ chuẩn bị hết hiệu lực. T1 vẫn đang giữ lý khá ổn, không dính những kỹ năng định hướng của đối phương ở tầm xa. Quy hụt liên tục đến từ Leaper, quy hụt liên tục đến từ vị trí của Cớt và quá khó rồi. Cớt đang lao thẳng vào gì đây? Cớt hất tung thành công được thành viên đầu tiên, đó là Keria. Anh ta di chuyển ra khu vực giữa thì quang lái sứ giả, nhưng đó là giữa hai thế giới đến từ vị trí của Zerg, giữ chân hai người. Faker lao tới nhưng phần trên thiên hạ của anh ta chưa đủ tầm để tung ra ngọn giáo không trúng. Thì quan mất trụ nhưng có được con rồng nguyên tố thứ ba. Rất thú vị đến từ bên phía của Ghost, tưởng chừng như xem tình huống cố gắng để có thể kẹp cánh đến từ bên phía của KDF nhưng họ chỉ có bốn người đó mà thôi, họ mất đi cho mình đó con rồng nguyên tố thứ ba. Xong với lại Dudu không có cách nào để rớt đánh lại kèo này cả. Đồ lớn thứ hai đã có dành cho Dudu rồi, thậm chí là anh ta đang đứng dịch luôn. Giáo liên tục đến từ Cớt khép góc. Wan có tele, họ muốn ép giao tranh. Bulldog có thể là mục tiêu nhưng Bulldog bắn ngược lại một Keria là khá đau. Wan cần phải kiểm soát rồng tốt. Faker lao vào tìm kiếm Bulldog, anh ta có phần trên thế nào ép máu. Faker ép luôn cả chiêu cuối của Bulldog rồi, có dịch chuyển luôn đến từ con Na. 50% nộ của Dudu cũng là một lượng nộ khá là nguy hiểm. Rớt ở bên hông, Yoshi đã phải tốc biến. Một pha tốc biến rất sớm đến từ xạ thủ của T1 và Na chuẩn bị hóa khổng lồ. Đó là tình huống giữ dòng thành công, giữa hai thế giới bùng ra. Leaper tốc biến rút lui, rớt lao thẳng vào phần trên thiên hạ đến từ Faker, đẩy con Na khổng lồ ra. Mạng cố dành cho Virgo của Honor và anh ta đang cướp xác với con Nidalee của đối phương. Điểm hạ gục ngược trở lại dành cho Cuba UC với hai mạng dành cho T1, họ đổi lấy mạng của Zerg. Một người thấp máu đó là Adil đang bấm bề về nhà và đây sẽ là tình huống mà Cuba UC có check được cái vụ này hay không. Đấy, đặt một cái bẫy nhưng không gắt được bấm bề về nhà rồi. Không phải là một cú quỳ mà là cái bẫy giọt đồ đặt ra khiến cho Cuba UC không có được mạng thứ hai trong tình huống giao tranh. Với khả năng cấu diệt tầm xa hoặc là những cái tình huống giáo lao theo kết hợp với đòn bắn của Cuba UC nó sẽ nguy hiểm hơn. Đổi lợi thế hơn về mạng dành cho T1, nhưng cái cần của con Ophic là họ ngắt được mảnh dầu của T1 để câu thêm thời gian cho con Tristana và con Ezreal tiếp tục farm và tiếp tục đẩy cánh khó chịu. T1 vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn với khả năng snowball với chất tướng Catlin của mình và để xem là họ snowball như thế nào ở trong những cái tình huống tiếp theo. Đây, Guma Yoshi đã có được chuẩn bị trang bị thứ ba rồi với một cái đạo ác liên thành và T1 đang muốn thiết lập một tình huống ăn Baron à. Faker đã dịch chuyển. Faker tele, Dudu không có tele, là thế về người. Cô ấy sáng bung ra nhưng có tường được chặn đến từ Keria. Tốc độ ăn Baron là rất nhanh với sát thương đến từ Guma Yoshi và Faker. Nhưng bên phía bên này thì sẵn sàng với con Nidalee đông trong tay của Kurt và T1 đang đứng trong khu hang Baron. Họ đứng úp mặt vào Baron rồi. Chiều cuối đến từ Zerg, Baron đã có theo T1. Zerg sẽ quyền sinh để giúp cho T1 rút lui về. Sẽ cần rất nhiều tốc biến thoát qua tường nhưng không có những kỹ năng thoát qua tường thành công đến từ bên phía của T1 và Kurt thì vẫn đang nuôi ý định vào càng nhiều bộ lợi Baron càng tốt của T1 và liệu anh ta có làm được điều đó hay không. Đây, ngọn giáo đến từ Kurt quyết định là không thủ ra. Rồi, vẫn đang có những cái đợt lính đẹp dành cho phía của KDF để có thể tiếp tục khai thác ở trong cái bối cảnh này. Then chốt đến từ cái bán đấu này. Ô máu đến từ YOC với xuyên táo, tầm nhìn là có đến từ T1. Một pha lưới 90 không đủ tầm, giáo trả lại cũng không trúng đến từ Cớt. Hai bên đang lườm nhau, Keria đi đầu tiết tê tái. Một pha chí mạng đến từ YOC sát thương là rất nhiều giữa hai thế giới đặt ra. Nhưng không có cách nào được ngoài cách là anh ta phải tốc biến rút lùi. Leaper cũng phải di chuyển qua thoát qua khỏi cái giữa hai thế giới đó. Còn góc này thì Honor đang bị cấu máu ngược trở lại nhưng anh ta sẽ có được cho mình khả năng hồi phục khi mà đánh vào rồng. T1 đang giữ cự ly, Dudu đang là ở na tín thì móc bò neo chạm cũng sát thương trở lại và rớt không còn công cụ nữa. Anh ta tốc biến rút lui với tình huống bên kia bức màn. T1 vẫn sống nhưng rất nhiều người thấp máu. Vợ rồng thì sao đây? Rồng trừng phạt thành công đến từ Honor, có linh hồn rồng đất nhưng Faker đóng một cái đồng hồ phân chia thiên hạ đến từ Faker. Và đó là điểm mà cũng dành cho Honor với tình huống cấp sát. Faker vẫn có thể sống được. Leaper đang cố gắng gây sát thương nhưng xuống đảo tới từ Guma UC với mạng thứ 3 dành cho T1 và họ đang muốn tìm kiếm tuy cũng muốn quét 4, quét 5 hay sao đây. Guma UC bắn tay đôi với Dudu, Dudu không kịp lại nhảy rút lùi.
Faker đang tê lên khu vực đứng trên này, có định hướng đẩy, trong khi đó thì Cut đang bị lùa bởi Honor, gõ linh hồn rồng đất. Honor đánh không lại và cần phải nhảy qua tường. Rớt ngay lập tức follow up với cú dịch chuyển quay ngược trở lại, và Cut chắc chắn là đi rồi. Đường về của anh ta là quá xa, quay ngược trở lại Onin luôn, nhưng bằng cách nào một có thể đánh hai đây. Điểm mạ gục sẽ có dành cho Aurora của Rớt với tình huống quét bốn người không chính thức, và T1 có trụ hai đường trên sau linh hồn rồng đất, có trụ hai đường giữa sau linh hồn rồng đất luôn. Một tình huống khép góc tốt đến từ đội hình của T1, và bên phía bên kia thì Dudu không có cái lượng nổ quá tuyệt vời để có thể tạo ra một cái dàn trắng tốt dành cho bên phía của KDF. Linh hồn rồng đất thuộc về cho bên phía của T1. Lực đẩy đường đến từ Z bây giờ vẫn đang yếu nha. Và quan trọng hơn nữa là anh ta đang không có phép bộ trời dịch chuyển. Liệu rằng có tình huống bỏ cái đợt lính nào để có thể bắt đầu di chuyển hướng qua khu vực đường giữa. Anh ta đang làm điều đó, phòng vệ một cái đợt lính ở đường dưới, sau đó sẽ di chuyển ngay lập tức. Area bằng địa chấn luôn, hấp tung thành công. Andy dính rất nhiều sát thương, không thể thở nổi với những cái chí mạng liên tục đến từ một con Kathleen của Guma Yushi. Và mạng hạ gục thứ 6 dành cho xạ thủ của T1, mất người, và Quang Đông Freak đang không có quá nhiều tài nguyên để giao tranh. Tốc biến của họ hồi lại gần như là họ không có bất cứ cái tốc biến nào trong ba giao tranh này, và Leaper đang cố gắng đứng cao để cấu rỉa hai ngọn giáo thành công đến từ vị trí của Kurt. Nhưng Aurora tới với pha giữa hai thế giới, Leaper là mục tiêu, và đó là bách phát bách trúng. Guma Yushi hạ sát thành công được Leaper, món quà dành cho T1 sau bộ loại Baron. Họ đang bị gây áp lực liên tục luôn. Hơi khó để áp lực trong tình huống này. Rớt lùi về với bên cái bức màn mà thôi. Anh ta cũng rất khó để có thể bị bắt. Area đang lùa Bulldog. Rồi, cơ hội cuối, tôi cảm giác như đây sẽ là một cái cơ hội cuối để có thể bước vào tình huống giao tranh dành cho phía của KDF. Họ cần phải viện vào cái đội hình có được Na, nhưng mà bên phía T1 họ chưa vội, đơn giản vẫn đang còn bộ loại Baron thứ hai vẫn đang được phát huy, và họ dìu tiếp những cái đợt lính phía sau là một cái dĩa mặt trời, và thậm chí là Honor đang cố gắng để có thể đánh chặn giúp cho cái sự tự tin phá trụ thuộc về cho phần tuyến đầu của phía T1. Game luôn à, phải bắt bánh chúng rất nhiều sát thương. Bulldog một chấm máu rồi, và Faker tìm kiếm Bulldog một xỉa là có được điểm mà gục, nhưng đó là đánh bạc đầy lùi tốt đến từ đứng giữa bên phía Quang Đông Freak. Bên này đang là 3-4, 4-4 khi mà Rớt đóng đồng hồ câu giờ. Guma Yushi tới và sát thương của T1 đã tới rồi, nhưng hit chí mạng liên tục đến từ Guma Yushi với con Kathleen của anh ta. Faker hạ sát thành công Bulldog, khi Bulldog hồi máu quay ngược trở lại thì kết cục của anh ta vẫn là vậy. Từ phần trên thì vẫn đẩy được Cut về, và điểm mạng cũng với cú double kill dành cho Guma Yushi cùng tình huống kết liêu ván đấu. T1 lật kèo thành công trước Quang Đông Freak, và họ chính thức có vé vào playoff LCK mùa hè năm 2024. Faker bữa nay làm boy phố à, nước đồ các thứ, lạ nước đồ các thứ. Ác thật sự với những tình huống Asia. Thật ra đây cái thương hiệu đến từ bên phía của Faker thôi. Chính xác. Với lại vị tướng Asia của anh ta. Anh đây ông trẻ không? Là con sa mạc. Chiến thắng dành cho T1 ở trong ngày thi đấu hôm nay, mặc dù họ bị dẫn trước bởi các thành viên bên phía của Quang Đông Freaks, nhưng với sự quay trở lại của gà vàng trong cái thay Faker thì đây là tấm vé chính thức đưa T1 vào giai đoạn playoff của LCK mùa hè năm 2024.